Đây dự bị barrel nhá. Lên hai trước thiên đỉnh kiếm vào dồn sát thương và thậm chí là không tỉnh rồi. Đánh thế thì chịu rồi. Kana, đây là con Akali không flash nha anh em ơi. Bật tốc hành có vẻ là hơi trễ đấy, tôi nghĩ là bật ngay từ đầu thì nó đỡ hơn. Đổi mạng, thiêu đốt nó đổi mạng được. Tốc biến lên, nét vẽ bồi vào và Sọp đang xuống khu đứng dưới khá gần rồi. Hai flash còn. Sọp sẽ phải xử lý như thế nào đây? Sọp combo khép góc, né nhẹ cái thiên đỉnh kiếm, cảm giác không đủ đam cái quay xe luôn. Đứng trên đó là pha Unin đến từ vị trí của Kana. À, e trượt. Ê, 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 cái này flash đi đánh tay vào Quy cái nữa là chết đấy nha. Ôi, Quy bù mắt rồi ông ơi. Quy trúng vào đấy, tôi nghĩ gank flank nó vẫn đánh tay Quy chết được vị trí được. Tana rồi. Sọp đang gank khu vực đứng dưới với một tình huống tốc biến sẵn sàng. Hai hỗ trợ đều đã đổi mạng rồi. Chiêu cuối đến từ gank flank dùng ra để có thể hỗ trợ thêm cho tình huống rút lui đến từ Elim. Sọp không dám combo vào vì combo vào Lucian nó bắn hơi thốn. Pha đu thẳng vào đến từ Hoi và có TP rồi. Đây là cú TP đến từ Soju Maker. Victor vừa dùng TP ra mid nên là không TP xuống dưới kịp. Đó là cấp độ 7 còn bùng nổ sức mạnh luôn. Quét tan kỳ yếu được dùng đến từ Syndra và tiết kiệm bùng nổ sức mạnh để làm gì đây? Lucian lướt thẳng lên bắn, Syndra tốc biến đi phía bên kia. Đó là Sọp đang combo để hỗ trợ cho bộ đội đường dưới của mình trong việc khai thác cái mạng ngược lại của Guma Yushi. Syndra sau những nỗ lực tốc biến chạy thì đã chết rồi. Sọp không còn combo đã tốc biến xỉa Quy đánh tay, nhưng sau đó thì Sọp sẽ khó về rồi. 5 giây hồi Quy đó, thời gian quá lâu để có thể hồi lại combo của Sọp, và đó là sân khấu tử thần mở lên để bắn gỡ mạng nhưng không được, chắc chắn nó không đủ đam rồi. Đứng dưới lại đánh nhau rồi, đó là tình huống đánh nhau mà có chiêu cuối gank flank cộng thêm. Sát thương là rất nhiều đến từ hai lần kẻ E và đó là mạng dành cho vị trí của Corporation Dog. Corporal Dog thì đúng hơn. Caria bị thiên đình kiếm trúng, bị bổ E, bổ Quy các kiểu với Eli và lên bảng luôn. 9-4 rồi anh em, game bắt đầu có vẻ như chênh lệch hơi nhiều. Này chơi Lucian late game solo thắng Samira. À, nếu mà chơi đáp trước thì cuối game xạ thủ là chơi đáp trước là lấy lời thôi. Samira đánh kiểu cận chiến thì được á. Pha canh trụ hoàn toàn no hope dành cho Kana, không chịu nổi lượng sát thương đến từ ba thành viên team địch. Ít nhất tình huống canh vừa rồi là khá hiệu quả, deny được tương đối nhiều lính. Thiên đình kiếm trúng, quét tan kiếu nhắm vào Victor, hạn chế nguồn sát thương nhận vào sau khi tính CC đến từ vị trí của Soju Maker. Soju Maker đang quá rút lui lại là tình huống giật trỏ liên tục đến từ Leona, và sát thương là tương đối nhiều, có cả thiêu đốt nữa. Mạng đổi mạng với tình huống trả lại sát thương đến từ bùng nổ sức mạnh của Soju Maker đã có mạng, nhưng sau đó thì Garia cũng phải mất flash. Petty phá được tính là cực kỳ mạo hiểm bởi vì không còn spell nữa, không ai cover phía sau nữa. Carry ra không kịp, lướt lên dồn sát thương đến từ vị trí của Majusi và đó là pha solo kill vô cùng đơn giản, gọn gàng. Thái Dương Asan không còn spell thôi rồi. Phải support nào nhà Damwon biết đánh con Leona đấy anh em, đánh gắt thật đấy. Giật trỏ liên tục thế này thì đỡ là sao đây? Thôi ăn mạng đi không? Nhường mạng cho Victor luôn. Thái Dương Asan mù mắt đến từ vị trí của Hoi. Mà team giờ bị đi ra đánh này thở sao đây, thở oxy à. Và băng thẳng trở lại đến từ cái E2 của Victoria Eastland. Nhưng mà sau đó sát thương là ôi sát thương đủ, nét vẽ tốt. Sân khấu mở ra thì đúng hơn. Sau đó thì bị bắn chết bởi Olaf. Nhưng Olaf hết chiều cuối rồi bị Sọp combo lên và mã shutdown 700 dành cho Caria. Syndra đang tìm kiếm một tình huống gank đến từ Pantheon với cú tốc biến lên bùng nổ sức mạnh quét tan kiếu làm tráng bồi vào đến từ Pantheon Caria. Có một vài những tình huống comeback gọi là nhẹ nhẹ ở đây mà Caria không nhường được mạng nên quyết định liếm luôn. Đại địa chấn vào đến từ Sọp sau khi kích vào được cái chuyện phản kích đã có mạng dành cho Caria rồi. Caria ăn mạng liên tục tìm không được cái mạng nào. Olaf bửa thẳng vào để tìm kiếm Teddy, có thù đại hận gì hả ông? Và combo hất tung tham mình cực tốt chiêu cuối đối phương đến từ Sọp và mạng dành cho vị trí của Tana. Sọp đã chấp thời cơ cực kỳ tốt với cái chuyện phản kích đường dưới kèo này solo no hope. Victor nó đã êm được cái chiêu cuối vào đầu thì nó giật tới chết. Solo kill dành cho Corporal Dog. Đó biết ai lấy ai vậy? Ôi dồi ôi. Victor kẻ phát Sọp mất nửa cây, Sọp combo. Thái Dương Asa trúng cả hai làm choáng cả hai và sau đó đi sát thương bồi vào đang bị che khá nhiều bởi khiên đến từ Caria và sau đó đi Soju Maker đến. Mạng đã có cho Teddy cắt rồi, hai bị outplay rồi. Tana vừa có tình huống solo 1-1 khu đứng trên và ép được tốc biến đến vị trí của Akana. Soju Maker sau một tình huống núp lùm bắn tỉa thì cuối cùng bị tỉa ngược lại và lên bảng điểm số 1-1. E qua và E trúng luôn kìa. Một tiếng quét thấy và E trúng đến từ vị trí của Victoria Iceland và sau đó thì sau đó solo kill luôn. Tính ra phần đấy là solo kill luôn, không cần đến chiêu cuối của Caria luôn. 1-2 có lời về mạng nhưng team Sọp lại mất trụ một khu đứng giữa. Sọp quyết định comeback. Sọp combo hất tung tầm gần nhưng mà hất tung trượt, nét vẽ bồi vào là không đủ đam. Sọp băng lên với cái chỉ phản kích, sau đó Sọp sẽ chết ở đây. Sọp Quy không kịp kích hoạt cái kỳ thì đã đi bụi rồi.
hơi khó rồi anh em ơi. Bên kia Victor nó hơi khỏe một chút xíu. À, lại tình huống băng thẳng vào đến từ Hoi. Carrier dựng thiên lên che được tương đối nhiều sát thương và nó đã chụp cuối gank flank làm chậm tốc biến chạy đến từ Carrier khi thấy rằng mình gặp nguy hiểm. Soul True Maker xuất hiện tốc biến đến bắn từ Gubayushi. Quét tan kiểu hỗ trợ từ xa tốt đến từ vị trí của Soul True Maker và đã có mạng dành cho Teddy rồi. Guma ôm hận. Nét vẽ được né tốt đến từ Hoi và Hoi hết năng lượng đang cố gắng lạng lách đánh võng bị đánh tay chết bởi Soul True Maker. Xin ra cấp độ 11 hơi thọt bạn ơi. Sọc cũng đang lên khá là gần và Kana chạy đường nào đây? Kana quyết định chạy một cái khu đường khác để hack nao đối phương và sọp chưa phát hiện ra vị trí của Kana, đã phát hiện ra vị trí Kana rồi, quét tan kiếu. Đừng tung ra, sọp đang trừng phạt và đánh tay liên tục, kích hoạt được thùng nhưng mà không kích hoạt được thùng thứ hai. Thùng thứ hai không trúng vào người của Syndra nhưng sọp chọc quy trượt R luôn cho nó nhanh. Victor lên tốc biến lên kẻ E. Chiêu cuối có không? Không có chiêu cuối à? Chiêu cuối đã dùng rồi. Và nó không truy đuổi được vị trí của Syndra, bị quét tan kiếu. Sọp có định quay lại combo đấy. Sọp combo lại lần hai bị stun vào và đó là thiếu TP, gỡ được một mạng duy nhất. Vẫn kịp giết sọt trước khi chết ạ. Có thể là RE và bóng khói chạy được. Vẫn bị chọc quỳ trước khi mà kịp bóng khói ạ. Leona nhanh tay thế, thậm chí đu E vào luôn ạ. Ôi ôi. Thái dương Asan mang tính chất hơi khép góc một chút xíu và đó là tiếng giọng quỳ vào mớm tận miệng vị trí của Eliman cái mạng này luôn. Iron Surrey được kích hoạt cho nó chắc. Ui, T1 mà lấy được Hoi nữa thì support nhà T1 vô địch mùa này rồi. Đánh nhau diễn ra không có đường giữa. Sọp yếu máu lắm rồi, sọp kịp combo nhưng vẫn phải lên bảng. Người kẹt lại đang là Hoi, bị thiêu đốt, bùng nổ sức mạnh còn, bùng nổ sức mạnh luôn cho nó nhanh. Một đổi một. Sức đổi rừng. Vẫn đang muốn đánh nhau và đó là xuất hiện đến từ Akali. Akali nhả RE ra. Đại lượng hết tech tiếp cận và đó là tình huống cắt tốt đến từ Tana để lấy mạng của Umayushi. Và sau đó sẽ làm tình huống cố gắng rút lui thôi, ăn cái thùng này được chịu rồi. Elim quăng một cục pin rút điểm. 2 đổi 2. Demacia lên đến từ vị trí của Elim, nhưng sát thương có đủ không đây ông? 1 vs 3 nghe hơi khó đấy ạ. Hồi máu có thể là đủ nhiều đấy, chưa biết nhưng mà nó vẫn sẽ là tình huống trời hơi ngông ạ. Sọp nó tham minh cái răng là rock ghê nhở. Nãy giờ đánh ngông hơi nhiều nhưng mà nối thùng chúng nó có thể ăn được. Nối 3 thùng tốt đến từ vị trí của Kana và ngay lập tức được cây máu mất đi. Thêm một chiêu cuối giữa tâm vụ nổ nữa. Không còn tốc biến, đó là tình huống khai thác phép bổ trợ quá tốt đến các thành viên team 2. Tana dịch chuyển ở góc bọc đầu nhưng mà chưa làm được gì thì team đã chết hết. Đó, đây là hai mạng ạ. Thái dương Asan được tốc biến né tốt đến từ sọp, sọp sống với một chấm máu. Câu cái tốc biến chưa hồi của con Hack Flash lên từ Caria, bắt được Umayushi, làm choáng vào đến từ Caria nhưng sát thương là chưa đủ, tốc biến lên bắn đến từ Teddy và Teddy đã hạ gục vị trí của Umayushi rồi. Sọc combo thoát đi với một chấm máu và dìu đã trượt. Nhưng đó là cú đánh tay không trượt được đến từ vị trí của Elim với một cái trừng phạt đỏ và sát thương đã đủ để kéo theo sọc trước khi lên bảng. Xạ thủ não chơi được, xạ thủ não dùng được tốc biến lên bắn quy, bị quét tan kiếu nhưng né được. Kana đang tiếp tục truy đuổi với tình huống đặt hai thùng là chết. Còn thêm cái chiêu cuối nữa thì chua đai luôn ạ, khỏi thùng luôn, RQ cho nó chắc ạ. Akali đang quẩy, chiêu cuối đã hồi. Tìm kiếm vị trí của Kana và Kana vẫn đang khá là cảnh giác với những tình huống bắn Q liên tục như thế này thì sát thương nó là quá nhiều ạ. Cung phong lên bắn thẳng, nửa cây máu Guma mất đi sau một tình huống combo rất đơn giản đến từ chiêu Teddy. Nhưng sân khấu mở lên bắn thì không được bao nhiêu đam cả. Vẫn là tình huống thi đấu rất là khó khăn để team sọp nha. Có người bị bắt và Carrier bị dính thiên đình kiếm bởi Hoi. Thùng đặt ra chờ sẵn, hết E thì Carrier sẽ chết. Tiền dẫn trước vài ca không phải là quá nhiều nhưng cái thế ra Baron vẫn là rất là sẵn sàng là nhà team của Umayushi. Sọp sử dụng truy phản kích lên để đấm vào vị trí của Hoi nhưng mà sau đó thì sọp chỉ cố gắng giữ combo lại để vào Baron mà thôi. Baron vẫn còn tới 3.000 máu và Kana đang đấm sọp hơi thốn. Sọp combo hất tung thành công Kana lên, bấm đồng hồ câu giờ và đó tình huống rất điểm tốt đến từ vị trí của Teddy. Nhưng trong khoảng thời gian câu kéo được đến từ Kana thì team địch đã ăn mất con Baron rồi. Thêm một mạng nữa dành cho Victor. Pantheon, Carrier chiêu cuối, nối hai thùng trúng, 1/3 cây máu Teddy mất đi nhưng vẫn có thể bắn được. Sọc EQ flat trượt và đó là tình huống không giữ chân được Victor. Victor trả lại cú REQ. Bốc hơi ngay lập tức vị trí của Teddy rồi, mất Teddy, mất sọc, mất cả Tana rồi. Tana cố gắng R2 và nhiều người nhất có thể, sau đó thì lên bảng. Soul True Maker bất lực bấm B về ở bên phía bên kia. Sau khi đã thành công vị trí của Elim. Đợt lính là đợt lính siêu cấp mất rồi. Tốc biến lên mở thẳng, Thái Dương Asan vừa được hồi lại xong được dùng ngay lập tức, đó là mạng dành cho Lucian của Umayushi và sau đó sẽ làm tình huống tiếp tục đánh cũng như là mà đổi mạng để end game. Teddy một đều của Umayushi, chuỗi thua sọt tiếp tục được kéo dài đấy ạ. Victor
Victor game trước 1-10 gì mà. Cái này là Signal Victor rồi đây. Victor lạ đâu thôi.